một cái giá, còn đây là cái xương cổ. Hôm nay Thi Thi ăn theo yêu cầu của mấy đứa em của Thi Thi. Chị Hai ơi, ăn phải chảy mỡ, vì hôm nay Thi Thi phải ăn cho chảy mỡ để cho nó mới vừa bụng, nó mới khỏi tiếng cái đầu được rồi. Thành phần thì đây là nước chấm nha cả nhà, nước tương. Còn Thi Thi làm riêng một chén muối với chanh với ớt, ngâm với ớt với chanh với muối thì Thi quét lên thì ăn, chứ Thi Thi không thích ăn nước tương cả nhà ơi. Vậy thì mời cả nhà ăn cùng Thi Thi nha. Bây giờ Thi Thi sẽ xé ra một cái má nó. Con heo nó còn nóng ấm ấm nha cả nhà. Mời cả nhà nha, để Thi Thi, để Thi Thi ăn thử nó có giòn không nha. Trời hở quá được mà. Nó giòn cả nhà ơi. Quá ngon. Nó giòn. Của da. Nó béo cũng ngỡ. Cái mùi thịt ngắt ngay không sao mà tả nổi lên lời. Con heo thích nhất là cái gì? Nhất là cái má. Mời. Ngon quá cả nhà ơi. Cái chén nước chấm này mới hấp dẫn nè cả nhà. Cái chén nước chấm kia là nước tương, cái này là ớt với muối với chanh, nó chanh cho nó cay á, đặng nó đừng có ngé á, thì bắt chước ở trên ẩm thực nó ăn á. Nó chua chua chanh ớt nó cay cay nha. Không sao tả nổi. Ngất ngay trời mây. Nhà có cũng có bánh mì mà thấy riêng không? Tại vì thịt nhắc cho là ăn bún bánh mì không khó cái nhà ơi, thịt nó mềm nè. Con heo vẫn ngon nhất gì không nhất cái má. Cái đầu heo chỉ có hai bên này là hết, hết ngon cái đầu con heo ngay cả nhà. Mời cả nhà nha. Quét lên. Cái nước này nó không có mặn nha cả nhà. Thì Thi làm chỉ có muối ít thôi, chanh nhiều, ớt nhiều để cho cái độ nó chua với nó cay á. Thôi là trời ơi, con heo cả nổi cái nhà. Báo ra cũng nhận mà Thi Thi không có được cái gì hết, chỉ được có ông xã thôi. Cứ ăn đi, Thi còn có thể. Cứ ăn đi khi còn có thể. Đúng không? Coi như là một cái má đã tiêu diệt xong. Bây giờ Thi Thi sẽ qua cái khung cổ, cái thử cái khung cổ một cái nha. Cộng ba trường. Thức ăn mỡ thì phải ăn ba trường. Ngon quá. Ngon không sao cả hả? Hồi gấp ngay thì trời mây. Thi Thi cứ ăn hoài gì là Thi Thi có thể là Thi Thi sẽ tết ra là chậm, Thi Thi có tiền xài tết. Tại vì cân á, cân Thi á, cái xương à, nhái xương béo ngon. Cái xương nè, không sao cũng nổi. Cũng quất cũng nhiều rồi, bây giờ tới cái này Thi Thi sẽ bóc nha cả nhà ơi. Rồi nè Thi Thi nè. Nó béo
nè, cũng dọn nè, nó dọn quá trời dọn luôn nè. Ăn nè, ăn điều này á, văn nó còn cái gì đâu để cho người ta ăn. Món khá khẩu mà. Hết ngay trời mây. Ăn gì mấy nhỏ em nó vừa bụng lắm. Cái ăn là ít quá không có vừa bụng cả nhà. Nhà biết không? Mấy em yêu cầu á là chị hai có ăn vậy á. Rồi có nhà biết cái gì nữa. Không sao nói được nên lời. Thì khi mở ra mà cho nó vui, cho nó mà vui rồi thì khi nói chuyện đồ này kia với cả nhà chơi này kia kia nọ. Rồi bây giờ á là cái lượt của Thi Thi á, là cái lượt mà trên YouTube của Thi Thi á báo cho cả nhà đang vui luôn á, là nói chung ra là cái lượt xem nó quá trời nhiều rồi. Mà làm như xem chùa không á nhà ơi. Xem chùa không à. Không chịu đăng ký. Xem mấy năm 6.000 lượt xem rồi đó. Mà không có đăng ký cả nhà. Sao cả nhà không bấm vô đăng ký ủng hộ Thi Thi đi. Để Thi Thi nói xem chùa. Lượt đăng ký thì không có cả nhà ơi, không biết làm sao. Mà lượt xem á là giờ dư luôn á, dư số lượng luôn. Đăng ký thì không có. Buồn thiệt chứ. Đau lòng dễ sợ cả nhà. Công nhận thiệt. Ăn như vậy chứ quá xác sức luôn. Ăn như heo vô, để cho nó đừng đỡ ngán. Ăn dài cộng heo vô. Ngắm lên trời mây. Dưới cái mâm nó ngon. Ông ngã nha, khi đi nói á kệ đi. Ai nói gì nói. Hễ mà vợ được lên tivi cho mà mấy đứa em xem, cho mà ba má xem được rồi. Còn ai nói gì nói. Có mặt có uống thì cũng kệ lên. Mà sao cái áo này của Thi mặc dùng những cái áo trên đó đi trời. Áo có áo khác đó nhờ ơi, áo hồng áo hồng. Để Thi chấm thử với nước tương này. Rồi Thi làm nước tương nè cả nhà. Đậm đặc. Nó cả nhà thấy không, nó. Nhưng mà Thi vẫn không thích nha. Thi rất thích chấm gì. Cả nhà hôm nay quay bữa nào làm thử giống Thi Thi thử nha. Ít muối thôi. Nặng vô một trái chanh, 5 chớp, đâm vô ít muối thôi, dắt một trái chanh cho nước chảy ra. Chấm vô một cái với cái vỏ heo quay này, trời ơi. Không sao đã nổi. Ngon ha, gấp 3 lần nước tương. Thiệt. Cả nhà không tin cả nhà thử rồi. Hầu như cái đậu heo này Thi ăn muốn hết cái da rồi. Nè, chấm cái nước này nè. Đó, 5 chớp, 1 trái chanh, nửa muỗng cà phê muối thôi, một tí bột ngọt. Cả nhà thử xem, thử ăn thử một bữa đi. Nè, chấm cái nước này nè. Cái này gân nha cả nhà. Gân. Thi tiêu diệt cũng muốn báo cáo với cả nhà là Thi tiêu diệt rẫy. Ăn quá trời ăn cả nhà ơi. Thì Thi đã giận đang nhiều rồi nha cả nhà. Thôi bây giờ cái video Thi đến đây cũng đã kết thúc. Thi tạm biệt các bạn cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn cả nhà vào ngày mai. Nếu như các bạn thích kênh của Thi thì các bạn hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ Thi. Thi cảm ơn.